Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Phong để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đây quý vị. Đó, giá bao rẻ cho quý vị luôn. À, chào em. Rồi xin chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đam mê mai vàng nha. Hôm nay tiếp tục lên những phôi mai giá rẻ phục vụ cô chú anh chị nha. Hình thức buôn bán của shop em vẫn là bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi không để cô chú anh chị chờ lâu, vô mã số 1 luôn. Rồi, mã số 1 thôi quý vị. Chiều cao của em nói là 50. Rồi. Hoành thân 15. Rồi, xe xe. Bây giờ nghe kỹ em đó ha. Dán nè. Dán nó hình giống giống bay nha, bay bay nha. Về mình trồng mình chỉnh, muốn chỉnh thế nào chỉnh nha. Rồi, vô cụ đế nghe quý vị. Mã số 1 em giao lưu 200 ngàn à. Đó, cái cụ cũng đặc quá nè ha. Dạ. Đế nôm rất đẹp ạ. Rồi, 200 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 2. Rồi, mã số 2. Chiều cao nó là 45 nha. Hoành thân là 16 đúng ạ. Rồi, 16 hoành. Cái này bộ đế đẹp nhưng mà bị lũa nha cô chú anh chị. Lũa cái lưng đó đó ha. Lũa cái lưng. À, lũa cái lưng nha quý vị. Con báo quý vị rồi ha. Còn đế nè. Đây còn bự quá ha. Rồi, giao luôn nha em. Mã số 2 giao luôn 108 à. Rồi, xuống cây luôn, 108. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 3 luôn. Giá rẻ cực kỳ nha. Chiều cam nó là 27. Hoành eo là 21 đúng. Rồi. Hai cái tài quá ha. Rồi để quý vị em cái đế nha. Rồi mã số 3 giao lưu giá 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 4 luôn rồi quý vị. Đây, mã số 4 cây quái nha cô chú anh chị. Chiều cao 40. Hoành thân em nói là ngay tí này là 18 nha. Rồi, 18 quanh. Rồi, mình vô để em nói vô nha quý vị. Đó, này để lắc mấy cái giọng lạ lạ mắt ha. Dạ, quái. Để nè. Rồi mã số 4 giao lưu 250.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 5 luôn quý vị. Rồi mã số 5. Cây mai này đấy khá. Chiều cao là 50. Hoành thân 18 ạ. À. Rồi 18 hoành luôn. Để quý vị. Cây này đấy khá nha cô chú anh chị. Hai chân trước. Đó, rồi, mã số 5 giao lưu 300. Rồi, xuống cây 300 rồi vậy. Giá mini không ha? Mini. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 6. Chiều bay em nói là 30. Cái này cái hồng cái cổ xuống nhìn có duyên nha. Quỳnh thân là 17 rưỡi ạ. Rồi. Cái này đế không thiếu mặt nào nha cô chú anh chị. Đế của gì không nghe kỹ ha. Nha, có chân chịu rất đẹp nha. Chổi cái tay rất đẹp. Mã số 6 giao lưu 390.000. Rồi 390. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 7 luôn. Rồi mã này là mã số 7 ạ. Rồi. Chiều cao em nói là 45. Hoành thân 18 ạ. Rồi 18 hoành luôn. Cụ đế này cũng quái quái quá ha. Dạ. Đế quái ạ. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá 390 luôn ạ. Rồi 390 nè. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 8 luôn ha. Mã số 8. Chiều cao em nói là 37. Hoành eo là 14 rưỡi ạ. Rồi xe xe luôn. Co quái nha cô chú anh chị. Rồi để luôn quý vị. Đấy thì phân bố cũng đều ha. Mã số 8 giao luôn 150.000. Rồi 150.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Mã số 9. Số 9 nè ha. Chiều cao em nói là 25. Hoành thân là 19 ạ. Rồi 19 hoành.
để quý vị. Rồi mã số 9 giao lưu 300. Rồi xuống cây luôn 300.000. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 10 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 10, cây này đẹp nha, thân nó đi lắc lượng rất đẹp cô chú anh chị. Chiều cao nó 40. Quành em nó là 21 ạ. Rồi, xây luôn. Quý vị ngắm cái kỹ thân cạnh nó ha. Đế thì ở dưới là một củ đế rất là đặc nha quý vị, đế lực luôn. Đây, củ đế nè quý vị. Đế lực ha, cộng bự. Rồi số đẹp luôn, mã số 10 giao lưu giá 390 luôn. Rồi có 390 nè quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn, giá đẹp luôn ha. Giá tốt cho quý vị luôn. Mã số 11. Chiều cao em nói là 25. Rồi. Hoành thân 21,5. Rồi, 21,5 hoành. Rồi có hai cộng đế nhìn rất có duyên nha. Kéo dò nha cô chú anh chị. Rồi mã số 11 390 luôn cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn, 12 luôn. Mã 12. Chiều cao em nói là 52. Quần thân là 20. Rồi. Đế xe đẹp luôn. Chịu trước nè, còn bự luôn. Rồi mã 12 giao lưu 350.000. Rồi xuống cây luôn, giá rẻ luôn ha. Nay là siêu ưu đãi luôn nha. Rồi. Chiều cao 40. Quỳnh thân 20. Rồi 20 hoành. Em này có cái lũa trên lưng mà cũng gần khép rồi. Dạ đang khép lại nha. Nhìn mình hồi quay gần lại thấy dấu khép luôn. Đây. Đó đang được. Khép nha cô chú anh chị. À, gần khép rồi ha. Cái cổ bẻ sâu ha. Mã 13 giao lưu 300. Rồi 300 của gì. Rồi xuống cây luôn. 14 luôn ha. Mã 14. Chiều cao 40. Quần thân là 20,5. Rồi 20,5 quạt. Rồi đế luôn rồi quý vị. Khối đế rất có duyên nha, lực lắm nha. Mã 14 giao lưu 390 ạ. Rồi xuống cây luôn 390. Rồi xuống cây luôn ha. Giá bao rẻ cho quý vị luôn. Mã số 15. Rồi 15. Chiều cam nó là 25. Hoành thân là 20 ạ. Rồi 20 hoành quý vị. Rồi, cây này rẻ nha cô chú anh chị. Em đang có cái sẹo thợ bù đế ha. Mã 15 này 280 cô chú anh chị. Rồi 208. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 16. Chiều cao 20. Cấn cấn. Cấn cấn cái gì á? Rồi. Đo đây đi. Đo đây là 15,5 nha. Rồi. Để cái này có duyên nha. Rồi mã 16 giao lưu 300. Rồi xuống cây luôn 300. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 17 cây bực chạm 17 cây mai to nha. Rồi hôm nay em để cây mã số 17 này giá cực kỳ ưu đãi luôn nha cô chú chị. Cực kỳ rẻ cái này luôn. Chiều cao em nói là 85 nè. Hoành nè. Hoành thân 30 đúng nè. Rồi 30 hoành luôn nè. Không hoành 30. Giá cực kỳ ưu đãi luôn nè. Vậy ngắm nghĩa kỹ thân cành luôn ha. Có cái củ bực chản ở dưới luôn ha. Hoành 30 luôn nha quý vị. Ồ, có cái củ nè, đế thì xung quanh cái củ nó xè ra điêu bầu luôn. Mã 17 này em giao luôn 1,4 triệu à cô chú chị. Rồi 1,4 triệu à. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi. Không chốt chốt cho cái giá nào nữa bây giờ. Hả? Cực kỳ rẻ luôn rồi đó. Rồi, xuống cây luôn, 30 quanh cái củ bự chảng luôn. Đó, giá thì có 1,4 triệu. Bao ship cho quý vị toàn quốc luôn, cái cây đó thì nó bao ship anh cũng bộn tiền rồi ha. Dạ bộn tiền. Cây rồi mã 18. Rồi. Chiều cao 90.
27 quanh đó. Rồi, 27 quanh. Tay cầm thì nhóc luôn. Để đây. Cây này cũng xè bít bầu nha cô chú anh chị. Xè đều cái bầu ha, mặt nào cũng có, chỗ nào cũng có. Nở cũ xè đế xè. Mã 18 giao lưu 900 mà cô chú anh chị. Cây về một cái 900 mà. Rồi, xuống cây luôn. Giá đúng là này là siêu đãi luôn ha. Siêu đãi luôn. Mã số 19. Rồi, 19. Chiều cao nó là 32. Rồi. Hoành thân 20. 20 hoành. Cây này có lũa nhẹ là khép, coi như là khép kính luôn rồi nha. Rồi, xíu nữa. Anh dừng lại cái... Nè. Đây có gì? Còn có xíu nữa. Xíu nữa là nha. Kính luôn. Xíu nữa là nó đã kéo kính lại luôn rồi đó. Được, con cái bộ đế rất đẹp nha. Đây. Mã 19 này 320 ngàn của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 20 luôn ha. Mã 20. Nhắn siêu siêu đây. Đây, cây này lực mà giá rẻ nữa nè cô chú anh chị. Chiều cao 50. Hoành thân gỉ cứng dây 26 nha. Rồi, 26 hoành. Bệ đế vững dữ ha. Dạ. Đây, nguyên cái bệ đâu vậy? Tay cành cũng rất lực. Chịu rất có luôn nè. Đó. Đủ đế trần ha. Rồi, giao luôn như em. Mã số 20 giao lưu 500 mà cô chú anh chị ơi. Cây về có 500 mà quý vị. Đó, giá siêu đãi. Siêu đãi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình thấy giá rẻ chốt liền quý vị ơi. Mã 21. Chiều cao nó là 25. Hoành thân 21. Đó, này cũng giá nghệ thuật à ha. Có củ đế đặc nè. Này chơi bonsai hết ý nè. Cho anh cái củ thử cái phòng. À. Cũ nó là 44. À, cũ đẹp luôn, sổ nhẹ nhẹ nữa ha. Giá này bị không chốt rồi. Mã 21 này giá 420 ngàn. 420 ngàn mà, không chốt là uổng lắm nha quý vị. Rồi. Chúc lên đi quý vị. Rồi. Cái mới luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã 22. Rồi, chiều cao nó là 30. Rồi. Hoành thân là 22. Rồi, 22 hoành. Cây này cực kỳ rẻ nè, tranh thủ alo cây này của chú anh chị, dáng cũng đẹp. Đây để luôn ha, để dáng có cạnh phóng ở dưới luôn ha. Mã 22 này 350 ngàn. Đó, 350 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Chốt gấp của gì ơi. Đó. Rồi, mã 23. Chiều cao 60. Rồi. Hoành thân là 26 đúng không? Rồi, 26 luôn, hoành cũng bự nè ha. Không có gì ngắm nghía kỹ nha, hoành cũng bự đây. Tay cành cũng khá quá nè ha. Đế cũng khá lắm nhưng quý vị nè. Đó, đó. Mã 23 này 800 ngàn của chú anh chị. 26 hoành, đế vậy đó. Kính ở trên nè ha. Có 800 ha. 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 24, cây mai quái nha. Đế quái luôn. Đắt cũng khéo quá nè ha. Chiều cao nó là 35. Rồi. Hoành thân là 20. Rồi, 20 hoành. Đó, bẻ lắc có cái ức ha. Tay cành là giống như cái thân, ưỡn thân ha, ưỡn ngực nè. Dạ, cây này quái của chú anh chị. Đế nè. Quái từ bộ đế nè, lên tới thân luôn nha. Mã 24 này 500 ngàn của chú anh chị. Thầy tiếp luôn. 500 ngàn. Giá yêu thương quá xá luôn. Siêu đãi luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 25. 25. Chiều cao 35. Hoành eo 23. 23 luôn. Đó. Có cành hồi, cành phóng, cành bay, gỉ gì rễ thì khá nè. Đây, rễ nè. Còn chán chán nha quý vị. Đó. Mã 25 giao lưu 500. À, tiếp ha. Đó, 500 quý vị. Hoành to và nhỏ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. 26 luôn. 26 cây tay cành nha. À, có cành phóng ở dưới ngay chỗ cái co luôn. Chiều cao 70. Hoành thân nếu mà đo ngay cái cục gù này cái 30 nha. Rồi, còn đó trên cục gù. Trên cục gù là 26. Còn đó dưới cục gù.
Nè, ra đây 26. À, quý vị đo 26 cũng được mà 30 cũng được ha. Tùy quý vị ha. Hai vị trí dễ tham khảo. Có cành phóng ha. Phóng như cái bàn tay mình như nè, bàn tay xè ra 5 ngón nè. À, bàn tay 5 ngón xè ra đây. Rồi, để đây. Để đó, đủ trơn ha quý vị. Mã 26 này 850.000 thôi chú anh chị. Ok, vậy có 850.000. Đó, quỳnh chuẩn 26 nha. Bàn tay 5 ngón xè đón quý vị. Rồi. À, giờ lại giờ không Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip nha. Xin chân thành cảm ơn ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.